Thưa quý vị, với định hướng nuôi dưỡng các em bé Việt bằng những giá trị thuần Việt, mỗi vùng đất trên dải đất hình chữ S đều được Landsburg lựa chọn lấy những chất liệu đẹp nhất về con người, thiên nhiên, văn hóa để gửi gắm vào từng trang sách. Vừa qua thì Landsburg tiếp tục cho ra mắt cuốn sách mang tên Bụi ở Sài Gòn, cuốn sách thuộc dòng sách Em yêu Việt Nam mình. Nhân vật chính trong Bụi ở Sài Gòn là một bạn mèo hoang tên Bụi. Sau bao ngày vật lộn với cuộc sống mưu sinh thì đã nhận được tình yêu thương từ Bon Bon, một cậu bé hướng nội và có một tấm lòng bao dung. Hành trình khám phá vẻ đẹp của thành phố lớn nhất cả nước của hai bạn nhỏ sẽ khiến độc giả say lòng bởi vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa cổ kính và vô cùng ấm áp tình người, gợi nhớ và nuôi dưỡng tuổi thơ của độc giả. Rất là nhiều những cái câu chuyện tuổi thơ của tất cả các phụ huynh, của những người đã mua sách và cả những phụ huynh là của những phụ huynh khác nữa. Thì thông qua những cái câu chuyện đó thì chúng tôi đã góp nhặt lại và lựa chọn cả những cái câu chuyện của mọi người ở trong miền Nam cũng như là có những phụ huynh ở miền Bắc để có những cái câu chuyện tuổi thơ nó đa dạng và phong phú hơn. Những cái kỷ niệm ở thời ấu thơ này, từ người bạn thân nhất của mình này, từ không gian mà mình sống này, những kỷ niệm tốt đẹp khi được sống cùng với bố mẹ của mình thì nó đều đã trở thành một chất liệu rất là tốt để nuôi dưỡng tính cách, hình thành nên thế giới quan của con. Và đến cái lúc mà con trưởng thành rồi á, nó sẽ là cái điều rất là tuyệt vời để giúp con gắn bó và kết nối sâu hơn với gia đình cũng như là đi xa hơn, mạnh mẽ hơn. Bụi ở Sài Gòn là cuốn sách mang các bố mẹ về với tuổi thơ và giúp các bạn nhỏ gieo những hạt giống hạnh phúc cho ngày thơ ấu của mình. Một cuốn sách trong trẻo, gần gũi và đầy mùi vị quen thuộc với tất cả chúng ta. Một cuốn sách cho những ai đã từng, đang ở, sắp đến và sẽ đến Sài Gòn.